Với những chú chim cu gáy mà có đuôi rất là dài thì em không cần lo lắng đâu ạ. Bên em có một cái mẫu lồng có thể đáp ứng với những chú chim cu gáy đuôi dài. Đây là một mẫu lồng cu gáy size 42 cm. Đây là một cái mẫu lồng form hình trống nhé, size 42 cm này, thích hợp cho anh em nuôi chim cu gáy để đuôi. Và mình đang mong muốn là tìm cho mình một cái lựa chọn, một cái mẫu lồng nó phù hợp với cái độ dài của đuôi chú chim cu gáy. Thì anh em có thể tham khảo cái mẫu lồng hình trống tích chạm đốt trúc này nhé, mẫu lồng chạm đốt trúc thủ công này, dáng hình trống đó. Hình trống thì sẽ nó sẽ bò phần này, phình ở phần giữa, và phần dưới thì cũng lại sẽ bò lại một xíu đó. Chân chạm đốt trúc này, chân vanh này, chân vanh tang là gánh lồng thì em cũng chạm theo tích đốt trúc nhé. Em này sẽ được tặng đầy đủ phụ kiện bao gồm móc này, móc đồng này, bầu bì tre này, cầu cống và áo lồng. Hãy chọn bộ là 2.500.000 đồng. Nếu anh em yêu thích thì hãy liên hệ với siêu thị lồng chim nhé. Đây là một mẫu chạm đốt trúc size rộng để phù hợp cho anh em nuôi chim cu gáy để đuôi. Cái phần sàn này sẽ là sàn gỗ mít đó. Đó, một cái chiếc lồng chạm đốt trúc. Mẫu này thì em có cả dáng tròn nữa, dáng tròn hoặc là mẫu dành cho khiếu này, cho chòe than, cho chòe lửa đó. Thì với cái tích đốt trúc này thì sẽ có, còn lồng khuyên hiện tại là chưa có cái tích đốt trúc này. Đấy, nên em yêu thích thì hãy liên hệ với siêu thị lồng chim để đặt cho mình cái mẫu lồng này nhé.